một thông tin rất mới, rất nóng dành cho các tín đồ của iPhone. Đó là hiện tại trên cộng đồng mạng đã lộ diện hình ảnh mới nhất của iPhone thế hệ thứ 11. iPhone thế hệ thứ 11 có thiết kế rất là mới lạ, có màn hình tràn viền và phía sau nó có 3 camera với độ phân giải cao. Hiện tại những hình ảnh lộ diện trên mạng xã hội trong những ngày gần đây cho thấy là camera có thiết kế vuông và có 4 đèn LED phía sau. Theo thông tin mà chúng tôi có thể tìm hiểu được thì có hệ điều hành này đang sử dụng là hệ điều hành iOS 12. Chipset thì là Apple A12 Bionic 6 nhân. Có bộ RAM là 4GB, bộ nhớ trong dao động từ 64 đến 512GB. Vẫn sử dụng 2 SIM, 1 SIM Nano và 1 SIM eSIM sinh kỹ thuật số. Tiền nơi nơi đâu không thấy, sao mãi không về túi mình. Cả đời làm lụ làm ăn, mồ hôi nước mắt chảy hàng. Tiền đâu không thấy túi chàng, để chàng chẳng được giàu sang. Dù cho làm ăn cần mẫn, trải qua hàng trăm khó khăn. Tiền bạc hôm nay thiếu quá, khốn khó không thể giải bày. Hỏi người cho ta mượn không, nơi đời thế trần sông, vì sao họ giàu ta không giàu? Vì người ta nhiều phước báu, khi có lắm bạc nhiều tiền, làm việc chơi chơi mà thôi, ấy thế mà tiền cứ vào. Còn ta cứ thấy nhạt nhòa, dòng trần nữ bước đi qua, mắt nhòa theo lệ ướt, mà tiền chẳng trông thấy đâu, lại nặng hơn ta gánh vác, pha nát hơn ta sức kiệt. Vài độ xuân thu vừa qua, con thấy tiền, người ơi tiền trong kiếp này, ngày ngày chăm chú làm ăn, vì sao họ giàu ta không giàu? Vì người hơn ta ý chí, phước báu khiến họ làm tiền, hay họ lạc quan tham lam, mong túi dân tăng mỗi ngày, dù rằng dân khó khăn nhiều, và đời cứ thế trôi qua. Khiến lòng ta hơn tranh, bạc tiền chẳng trông thấy đâu, lại một hơn ta gánh vác, ba nát hơn ta ma dại. Vài độ xuân thu vừa qua, có lẽ không cần đến tiền, hỏi tiền là chi kiếp này, ngày ngày tu chi làm ăn, vì sao họ giàu ta không giàu? Hỏi tiền là chi kiếp này, ngày ngày tu chi làm ăn, vì sao họ giàu ta không giàu?